là tay. Bay bay. À bay bay em. Ủa cái này giống gì mà tay rồi ta? Tại cái đó em nó hỏi cái công ty gì mà tay nè, quay cho nó coi, tính xin vô làm, quay nó coi thử. Gì mà tay? Chỉ có mấy anh em chạy nào nữa cũng chạy ế này kia, tính hỏi cái công ty nè, quay nó coi á. Vô đây em phải nhiều cọc đó. Hả? Vô đây em phải đóng quỹ 5 triệu á. Đóng quỹ 5 triệu lần hả? Trời dữ vậy. Anh đóng vô trước 1 triệu xong rồi mỗi tháng cái trừ tiền lương có 1 triệu. Tháng đầu là mình đóng cho nó 1 triệu anh. Mới đi gặp là phải đóng 1 triệu liền. Là mới chưa có làm gì hết đóng 1 triệu rồi hả? Rồi mỗi tháng đóng nhiêu tiền nữa anh? Nó trừ vô tiền lương 1 triệu luôn. Trừ vô Tết vòng 4 tháng nữa là hết 5 triệu. Ủa nhưng mà tháng đầu được được nhiêu phần trăm lương anh? Tháng đầu lắm anh ơi, tháng đầu mới vô là mình phải làm đúng cái ngày nó rồi. Mình nó ra mình hết 10 ngày. Trời ơi, ra 10 ngày hả? Nghe là 10 hàng tháng nó mới trả lương mình hả anh? Mùng 8 tới mùng 10 là ra lương một lần. Mùng 8 mùng 10 ra lương á hả? Ờ, là trong vòng cái khoảng thời gian đó. À. Còn 23 tới 25 là ra thêm lần nữa. À, có nghĩa là mùng 8 mùng 10 là được ứng tiền hay lương á hả? Được phát đưa lương một lần. À, hay lương 15 ngày là được ứng lương một lần á. À, 15 ngày lương lần á hả? À. Mà vô làm lấy chuẩn bị tiền trước nha, chứ mới vô làm không có nhiều đâu. Chuẩn bị chờ để sống trước mấy tháng đầu á hả? Mà 2 tháng đầu lương thấp lắm anh. 1 tháng đầu á, 1 tháng cái ngày 1 tháng mà bắt đầu từ ngày vô làm á. À. Thấp chậm mà hả trời. Cỡ cao lắm là tầm được. Nếu mà em nói là mỗi ngày anh chạy đều 50 phút luôn là lương anh tầm 2 triệu rưỡi là cao nhất. Trời ơi, cái gì 2 triệu rưỡi tháng là sao sống rồi. Là một đợt á, một đợt lãnh ra 2 triệu rưỡi rồi. Một đợt lãnh ra 2 triệu rưỡi tháng á hả? 15 ngày á. 15 ngày á hả? À trời ơi, mới vô bèo quá hả? Nhưng mà căn bản được 4 triệu không anh? Cái gì? Căn bản của hãng này được 4 triệu không? Căn bản nó được 4 triệu á. Một cục 3 rưỡi rồi nha. Hả sao anh? Một cục 3 rưỡi á, lương cứng là 4 triệu á. Cục 3 rưỡi nhưng mà ví dụ như là cục bự nó tính thêm tiền của mình không anh? Cục bự làm đủ nguyên tháng anh có 4 triệu tiền mặt. Đủ nguyên tháng là 4 triệu tiền mặt nhưng mà nó tính thêm cái tiền mà mình giao vùng chỉ tiêu không? À. Cứ cục 3 rưỡi nhân lên. Cứ cục 3 rưỡi nhân lên á hả? À. Lớn nhỏ ai cũng tính một giá sao anh? Không, mấy cục 7kg thì được 5.000, còn mấy ký trở lên là được 13.000. À, 7kg thì được 5.000, còn mấy ký hiếm lắm, có đâu. Đa số mấy cục nhỏ nhỏ hả? Nè, mà trung bình ngày nó đưa mình ra nhiêu đơn anh? Quan trọng tuyến đường anh được chọn là nhiêu đơn thôi. Tùy cái tuyến đường mình đi á hả? À, trời. Anh đăng ký quận nào? Quận Tân Phú à? Tân Phú này, Tân Phú Tân Bình nhiều đơn không? Tân Bình chắc nhiều, Tân Phú ít lắm. Tân Phú ít lắm hả trời? Vậy chắc phải một ngày chơi được mấy trăm cục đó hả? Ít quá ha, cảm ơn anh nhiều ạ. À. Tại quay đó em mới coi nó biết á. Ủa làm cái này khoảng trung bình mấy giờ mới được giờ ạ? Để quay giờ đó em nó coi kỹ coi sao á. Ủa cái thô là nay làm gì hành chính hay là sao anh? Cái này làm gì hành chính. Cái này nhiều khi có chạy thêm ngoài giờ hay là chỉ có giờ hành chính thôi? Nói chung mình chạy sớm, nghỉ sớm, chạy gì lấy gì chạy vậy thôi. Nhưng mà phải 8 giờ bắt buộc phải lên công ty nó lấy hàng anh? Không, anh được điều gì bố cục 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi là phải là bố cục anh lấy anh đợt không? Bấm tay trước 7 giờ, 6 rưỡi phải lên. 6 rưỡi sáng là phải lên trên bấm bằng tay hả? Rồi chiều mấy giờ mình về bấm bằng tay nữa anh? 5 giờ hả? Cái này 5 giờ anh lên mấy Gò Dầu luôn á. Như là 2, 3, 4 đường gì đó, Gò Dầu luôn á. Phải đi học. Phải đi học nữa, nó phải đào tạo nữa hả? Trời. Học 8 tiếng rồi đó, học là được ngày công. Đi học 8 tiếng được ngày công á hả? Trời. Thấy mấy go về này kia học có tiếng này học 8 tiếng rồi. Là
lên làm gì à. Quay ra đó em nó biết cái này tại dạo này nó chạy vô việc này kia thấy ế đơn quá, nó tính chạy nào nhiều đơn không? Dạo này cũng ế lắm, nào vô việc này kia cũng ế đơn. Em cũng chạy nào mà. Ngày xưa chạy nào luôn không mà. Hiện tại vẫn đang chạy luôn. Dù khi không nó cắt chế độ thở cái này cũng cứng. À thì ra là đồng nghiệp với nào. Giờ mà giờ mới biết anh chạy cái nào này á, chứ như là nào ế quá mình nhảy qua gì mà tê phải không ạ? Ờ thì với tay có được cứng cứng 4 triệu rồi ngày chạy được 50 cân thì được 150 nữa. Ảnh thì chạy nào thôi em. Cái này mình cái này năm ủa là mà chiều 5 giờ mình về bấm bông tay là mình được về rồi anh? Nếu anh muốn chạy tiếp thì anh chạy. Nói chung là quan trọng buổi sáng thôi, buổi chiều muốn bấm mấy giờ được 10 à. 9 giờ mới bấm. Có khi nào mình giao xong hết buổi sáng cái mình đi uống cà phê sau đó rồi chiều mình về bấm bông tay được? Hai đợt hàng không? Hai, ủa là hai đợt lần hả? À là mình bắt buộc bộ lòng mình phải về đó hai lần mình lấy hàng phải không anh? À, nói chung là một buổi sáng giao hết đó thì về cũng lại à. Xe nó tới thì đi giao tiếp. À, à hai đợt các bạn. Nhưng mà thí dụ giao trong nó chia theo tuyến đường hay là phường anh? Trong tuyến đường. Tuyến đường hả? Quan trọng anh chạy quận nào cũng kìa. À. Nếu mà anh vô quận Tân Phú á, giờ anh vô quận Tân Phú á thì chắc hàng ít lắm, qua quận Tân Bình á. Tân Bình nó mới đỏ hơn phải không? Tân Bình nó nhiều hàng hơn. Đúng rồi. Nó lớn dễ đi. Đúng rồi. Tân Phú không đủ em chạy. Tuyến đường của em à. Tân Phú rồi chắc ít đơn chắc ai cũng đơn bản thôi à. Tuyến đường em chạy chừng tiếng hồn hết chứ. Một tiếng đường về mình nó giao cho mình chừng giao chừng tiếng là xong mà hả? Hàng anh nhiều hàng anh ít vậy? Tùy hàng nhiều ít hàng. Lương lương ít vậy chắc đủ ăn lương căn bản với lại hai bít tiền thôi chứ không được nhiều. Nói chung nếu một tháng anh chạy ngày nào cũng 50 cục á, ngày nào cũng phải được 50 đơn nha, là một tháng anh có 10 triệu rưỡi á. Nếu mà ngày nào đều thằng ngày 50 đơn là tháng có 10 triệu rưỡi anh à. Cũng được, nói chung là cũng đủ đủ sống rồi. Cái này nhiều khi đánh đánh chạy thêm nào cho nó buồn quá anh. Kiếm thêm thu nhập thêm á. Nói chung nào giờ này phải cắt nhiều thứ quá. Ngày xưa là anh chạy chuyên về nào á, xong rồi sau này nào cắt nhiều quá rồi bây giờ chuyển qua gì mà tê luôn hả? À. À. Có 33 độc lập tới giờ này. Biết nữa thì sản phẩm là gì? Ốp điện thoại gì chứ? 52.000. Ủa không, nó chỉ có lương cứng thôi chứ không thêm tiền gì hả? Trời ơi, kẹo vậy. Không phải làm công ty, làm cái gì chứ cũng ngon thôi. Làm gì ngày 200, ngon, chạy này chạy ngon. Cũng quải à, là công ty, mang tiếng công ty mà cũng thấy cũng làm cũng quải. Giảm lương nhiều lắm, tháng nào cũng giảm 10 ngày á. Trời ơi, tháng nào cũng giảm 10 ngày á, chua vậy. Thôi thì mới chia ra hai đợt lương đó. À thì ra là nó chơi chia ra hai đợt ra tiền. Nhưng mà nếu mà gói vô ví dụ như ngày 8 ngày 10 gói thứ 7 chủ nhật là ngày 8 là thứ 7 đi. Nếu như ngày 9 là thứ 7 đi, ngày 10 chủ nhật đúng không? Là tới ngày thứ 2 tới thứ 3 luôn, có thể là tới thứ 3 luôn nè mới có lương. Trời giam luôn, nếu mà rơi ngày cuối tuần là giam luôn mấy thêm mấy ngày nữa hả? 7 chủ nhật luôn hàng không làm. Thấy vậy mấy cái này nhiều khi có tiền liền, còn cái này nhiều khi lâu chậm tiền quá hả? Đa số mạng mấy app có tiền liền, tiền tươi luôn, còn mấy này đợi phải đợi chờ đợi lâu. Ủa dạo này tài nào cũng nghỉ nhiều mà đơn cũng mới à? Để lắm, đa số nghỉ chuyển qua mấy ngày khác nhiều. Nhưng mà tài nghỉ nhiều đơn cũng nhiều, thấy tuổi đang tin tức quá trời đơn, ngày
được. Đúng rồi đúng rồi, thì tại nó nghĩ qua công ty làm giống như anh vậy đó, chạy nào đồ ôi chạy lo xi vật tới á, nên cũng không vô giao hàng tiết kiệm á, vô giao hàng tiết kiệm mà cũng bằng heo quá, 6.000, 6.000, 6.800 một quả, nhưng mà không có lương cứng. À vô giao hàng của Viettel đỡ hơn nhưng mà không có lương cứng phải không? Không, nếu như anh chạy ngày đó được 5.000 còn mì lấy 5.000 một nhân lên 6.000. Nhưng mà cũng tới tháng à, chắc nó cũng giam mà. Cũng giam mà, cũng giam mà tới tháng nó mới hạch toán lại cho mình tiền à, chứ không có dễ gì. Thì cảm ơn anh nhiều anh đi làm nè.